Xin kính chào quý vị và các bạn. 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ta trời nhiều mây, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay đo được dao động từ 14 đến 15 độ tương đương so với trưa ngày hôm qua. Đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường sau ổn định nên thời tiết các khu vực trong tỉnh được dự báo là trời nhiều mây, đêm và sáng không mưa, trời rét, đêm và sáng rét đậm, ngày có lúc hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 13 đến 14 độ và cao nhất trong ngày từ 18 đến 20 độ. Cụ thể dự báo cho từng khu vực như sau. Khu vực phía đông bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách và Thanh Hà. Trời nhiều mây, đêm và sáng không mưa, trời rét, đêm và sáng rét đậm, ngày có lúc hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực phía Tây Nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc Tứ Kỳ và Ninh Giang trời nhiều mây, đêm và sáng không mưa, trời rét, đêm và sáng rét đậm, ngày có lúc hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, đoạn từ 79 đến 83%. Khu vực thành phố Hải Dương, trời nhiều mây, đêm và sáng không mưa, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Ngày có lúc hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, đoạn từ 78 đến 82%. Thông tin tiếp theo về thủy văn. 24 giờ qua, mực nước các sông lên và giao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,35 m Ngày mai mực nước các sông lên và giao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh chiều lúc 5 giờ ở mức 0,75 m đến 0,85 m Còn sông Gùa tại Bà Nha đỉnh chiều lúc 2 giờ 10 phút ở mức 0,95 m đến 1,05 m Cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.